tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: nước trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác ở không, đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ: sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: anh gọi thợ lại mà trả công cho họ. Bắt đầu từ những người vào làm sau chót, tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm việc lúc 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà: mấy người sao chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi, là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng hàng đầu sẽ phải xuống hàng chót. Suy niệm. Trình thuật tin mừng hôm nay, Thánh sử Matthew cho chúng ta thấy hình ảnh Thiên Chúa là một người chủ vườn nho đặc biệt. Người chủ đi tìm thợ mọi nơi, mọi lúc. Không những thế, người chủ vườn nho còn đối xử với thợ bằng tình thương của một người cha nhân lành. Một tình thương vượt trên cả sự công bình. Qua dụ ngôn người thợ làm vườn nho, chúng ta có thể bắt gặp dung mạo của một Thiên Chúa công bình, nhưng đồng thời cũng là một Thiên Chúa tình thương. Một Thiên Chúa công bình. Từ sáng sớm, ông chủ vườn nho đã đi thuê thợ làm vườn cho ông. Ông thỏa thuận với những người này tiền công nhật là một đồng. Sau đó, ông lại đi tìm những người thợ khác vào những giờ khắc muộn hơn. Thậm chí, có những người thợ mãi đến chiều mới được thuê làm vườn nho. Khi hết giờ làm việc, ông chủ trả cho mỗi người một đồng. Những người thợ làm từ sáng sớm lẩm bẩm kêu trách ông chủ không công bình, vì đã trả công cho những người thợ đến làm muộn giống như họ. Thực ra, ông chủ đã xử công bình đối với những người làm công từ sáng sớm, vì ông đã giữ đúng điều ông đã thỏa thuận với họ. Tiền công nhật được tính là một đồng. Đó là tiền lương xứng với công việc họ đã làm. Ông chủ cũng đã xử công bình với những người thợ làm việc muộn hơn, thợ nửa buổi, thợ giữa trưa hoặc thợ xế chiều. Họ đều là những người cố gắng đi tìm việc, nhưng không tìm được việc
cho đến khi ông chủ đến thuê họ. Như thế, những người thợ này cũng đã nếm trải những vất vả khi phải đi tìm việc và đã lo âu khắc khoải vì thất nghiệp. Vậy, họ cũng xứng đáng với một đồng tiền lương ông chủ trả cho. Hơn nữa, một thế giới công bằng là một điều lý tưởng cho mọi người hướng tới. Tuy nhiên, sự công bằng tuyệt đối đến nỗi trở nên phi nhân, bất nghĩa sẽ biến thế giới này trở thành một guồng máy và con người trở nên máy móc trong một nền văn minh khô cứng và thiếu tình người. Xã hội chỉ đánh giá con người theo năng suất công việc hay theo giờ lao động thì chẳng bao lâu xã hội đó sẽ biến con người trở nên chai đá vì thiếu lòng nhân ái. Hôm nay, chúng ta gặp gỡ một Thiên Chúa vừa công bình nhưng cũng tràn đầy tình thương với mọi người. Có thể nói, tình thương của Ngài còn vượt lên trên cả đức công bình. Một Thiên Chúa tình yêu. Qua dụ ngôn người thợ làm vườn nho, chúng ta còn thấy được một Thiên Chúa đầy tình thương. Ông chủ vườn nho đã chứng tỏ một tình thương đặc biệt với những người thợ, nhất là những người thợ đang thất nghiệp. Ông thuê những người thợ làm vườn từ sáng sớm là điều hợp lý, vì họ sẽ làm được nhiều việc cho ông. Ông sẽ thu được nhiều lợi nhuận. Nhưng khi thuê những người thợ đến muộn hơn, thậm chí có những người chỉ làm được một giờ, điều đó sẽ không có lợi cho ông. Họ sẽ không làm được nhiều việc và vì thế ông sẽ bị thiệt hại. Tuy nhiên, ông chủ vườn nho quan tâm đến công ăn việc làm của thợ hơn là tới lợi nhuận của ông. Ông đi tìm thợ không phải vì lợi tức của vườn nho, nhưng vì thương những người thợ thất nghiệp, những người bất tài, vô dụng, không được ai quan tâm, những người kém may mắn giữa chợ đời. Ông không tính toán như một nhà kinh tế, nhưng ông suy nghĩ và hành động như một người bạn đầy lòng nhân ái. Vì thế, ông trả lương cho người chỉ làm một giờ cũng bằng người làm 8 giờ. Ông là một người chủ không tính toán công việc theo lợi nhuận của mình, nhưng theo lợi ích của anh em thợ thuyền. Đối với người thợ làm suốt ngày, ông là người chủ công bình. Còn đối với người thợ chỉ làm một giờ, ông đã đối xử hơn mức công bình. Ông đối xử theo lòng xót thương. Hôm nay, chúng ta gặp gỡ một Thiên Chúa tình yêu. Ngài cũng đối xử với ta theo lòng nhân từ vô biên của Ngài. Ngài muốn chúng ta đối xử với nhau bằng tấm lòng nhân ái và yêu thương ấy. Một xã hội công bằng bác ái. Xã hội công bằng bác ái là điều con người mơ ước và hướng tới. Công bằng luôn phải đi đôi với bác ái, cũng như Thiên Chúa là đứng công bình và đầy tình yêu thương. Ngài ân thưởng trả công cho mỗi người đúng theo việc họ làm. Chúa Giê-xu cũng đã từng dạy, thợ thì đáng được trả công. Tuy nhiên, tình yêu Thiên Chúa bao la vô tận, con người không thể hiểu thấu. Con đường Ngài đi là con đường tình yêu, vượt lên trên mọi luật lệ, phép tắc của con người. Tình yêu của Ngài cũng vượt lên trên cả đức công bình, vượt xa mọi ranh giới và mọi suy nghĩ của con người. Thiên Chúa không chỉ là một ông chủ mà còn là một người cha.
Bài đọc 1 trích sách tiên tri Isaiah cho thấy tư tưởng Thiên Chúa không phải là tư tưởng của chúng ta. Những kế hoạch và cách thức hành động của Thiên Chúa thường làm cho chúng ta bối rối, ngỡ ngàng, vì Ngài thực hiện tất cả mọi việc theo tình yêu thúc đẩy, mà tình yêu của Ngài thì bao la, không biên giới. Mỗi người chúng ta cũng đang bơ vơ và lạc lõng giữa chợ đời. Thiên Chúa đã đến gọi chúng ta đi làm vườn nho của Ngài. Chúng ta được mời gọi để tham gia vào vườn nho tình yêu của Chúa. Chúng ta là những công nhân đi xây tình bác ái, yêu thương trong thế giới hôm nay. Chúng ta cũng được mời gọi để trở thành người thợ đi xây đắp một xã hội công bằng, bác ái theo đường lối của Thiên Chúa, đường lối của tình yêu tự hiến, một tình yêu luôn biết cho đi và cho đến tận cùng. Chúa nói, kẻ sau hết sẽ nên trước hết, và kẻ trước hết sẽ nên sau hết. Chúa luôn nâng đỡ những kẻ hèn mọn, kém may mắn, những kẻ rốt hết, và hạ bệ những kẻ kiêu căng, hiếu thắng, luôn ganh tị. Chớ gì, trên cuộc hành trình tiến về thiên quốc, chúng ta biết nâng đỡ nhau để cùng sánh bước trong cuộc đồng hành đầy yêu thương. Đừng đứng trên ban công mà nhìn cuộc đời, đừng lướt trên iPhone mà nhìn mọi người, đừng nói câu yêu thương bằng miệng bằng lời nhưng bước xuống. Và hãy đến những vùng ngoại biên. Chỉ nhé, vì Chúa luôn bên ta. Đừng đứng trên ban công mà nhìn cuộc đời, đừng lướt trên iPhone mà nhìn mọi người, đừng nói câu yêu thương bằng miệng bằng lời nhưng bước xuống. Và hãy đến những vùng ngoại biên. Ra đi nào bạn ơi, ta đến những vùng ngoại biên, làm nhân chứng cho đấng cội nguồn tình yêu, theo gương thầy Giêsu phục vụ tha nhân nhé, hạnh phúc khi trao ban. Đừng đứng trên ban công mà nhìn cuộc đời, đừng lướt trên iPhone mà nhìn mọi người, đừng nói câu yêu thương bằng miệng bằng lời nhưng bước xuống. Và hãy đến những vùng ngoại biên. Đem công bình bằng ai cho những phận người nhỏ nhói, ai muộn phiền sâu đau bạn đừng vô tâm nhé, vì Chúa trong tha nhân. Đừng đứng trên ban công mà nhìn cuộc đời, đừng lướt trên iPhone mà nhìn mọi người, đừng nói câu yêu thương bằng miệng bằng lời nhưng bước xuống. Và hãy đến
vùng ngoại biên. Ra đi nào bạn ơi, ta đến những vùng ngoại biên. Nam châu là anh em, đâu cũng là nhà một cha. Cho dù là màu da hay không chung ngôn ngữ thì vẫn yêu thương nhau. Đừng đứng trên ban công mà nhìn cuộc đời, đừng lướt trên iPhone mà nhìn mọi người. Đừng nói câu yêu thương bằng miệng bằng lời, nhưng bước xuống và hãy đến những vùng ngoại biên. Đừng đứng trên ban công mà nhìn cuộc đời, đừng lướt trên iPhone mà nhìn mọi người. Đừng nói câu yêu thương